Hello, chào mọi người, chào mừng mọi người đến với blog Khi Tôi Tỉnh Giấc. Và hôm nay chúng ta quay lại với chọn một tủ bài. Và với cái chủ đề mình yêu thích xem nhất, và chính là thông điệp của vũ trụ dành cho bạn vào thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ có 4 tụ. Và mọi người hãy lắng nghe trực giác của mọi người để mọi người chọn ha. Chúng ta sẽ chọn từ 1 đến 4. Và mọi người hãy nhắm mắt lại. 1, 2, 3, 4. Mọi người sẽ chọn số nào? Hít vào một thật sâu và thở ra thật là chậm. Hay là nghe trực giác của bạn. Và chúng ta sẽ bắt đầu. Dành cho các bạn tụ 1, các bạn đã chọn số 1 thì ở đây chúng ta có Fighting, Unblock Yourself. Ok. Thì với tụ 1 thì các bạn đang ở trong cái năng lượng nào trong thời điểm gần đây? Các bạn giống như là đang ở trong một cuộc chiến. Các bạn cảm thấy các bạn phải bảo vệ mình khỏi một cái gì đó. Các bạn cảm giác là các bạn phải tranh đấu cho một điều gì đó. Và các bạn có cảm giác là nếu như các bạn không có vung lên thì các bạn có thể sẽ bị chèn ép, hoặc là các bạn có thể sẽ bị mọi người không có coi trọng, hoặc là cái ý kiến của các bạn sẽ bị bác bỏ. Cái cảm giác vung lên, cái cảm giác cần phải chiến đấu cho một điều gì đó ở trong bạn đang diễn ra rất là mạnh liệt. Năng lượng của lửa rất là nhiều xung quanh bạn. Cả hai là năng lượng của lửa, là fighting và là unblock yourself. Thì hai lá này đều là hai lá hệ lửa. Thì cái điều gì nó đang còn diễn ra ở đây? Có một cái sự khao khát ở trong bạn á. Nó muốn bộc lộ chính mình ra. Nhưng mà cái cảm giác chiến đấu đây này, cái cảm giác mà bạn phải gồng lên thế này này, thì nó nói về cái việc là ở sâu ở trong bạn có một cái điều gì đó nó đang co cụm lại, một điều gì đó mà nó đang cảm thấy hoặc là đang buồn, hoặc là đang khá là tự ti. Và trong bạn có rất là nhiều những cái sức mạnh ha, trong bạn có rất là nhiều những cái tài năng, nhưng mà bạn thiếu cái sự tự tin vào chính cái tài năng đó của mình. Bạn thiếu cái sự tự tin vào chính mình. Và khi mà bạn cứ có cụm như vậy, bạn ở dưới một cái áp lực lâu dài. Và đơn giản là khi mà nó ở dưới cái áp lực lâu dài thì bây giờ nó muốn bùng nổ thôi. Nó muốn phát ra. Nhưng mà bây giờ nó đang muốn phát ra ở cái dạng thái cực. Có nghĩa là nó không phát ra một cách hiền hòa. Ví dụ như là bạn đơn giản là thích vẽ tranh đi ha. Thích vẽ tranh từ rất là lâu. Vì trong bạn có cái cảm giác là bạn cần phải vẽ. Thì khi mà nó phát ra hiền hòa, đó là mỗi ngày bạn vẽ một bức tranh. Và bỗng nhiên thì bằng một cách nào đó thì tranh của bạn được biết đến chẳng hạn. Còn ví dụ như là ở đây thì mình có cảm giác giống như bạn nghĩ là tranh của bạn không đẹp đâu, nhưng bạn rất là khao khát muốn vẽ tranh. Và bạn cứ giữ nó như vậy. Và khi mà bố mẹ bạn chẳng hạn nói với bạn là con vẽ tranh không có tốt đâu, thì bạn muốn trôi lên, muốn chiến đấu và muốn bỏ cái ngành đang học và bỏ đi để theo cái công việc vẽ tranh mà bạn muốn chẳng hạn. Thì có một cái điều gì đó ẩn sâu ở bên trong của bạn mà nó đang co cụm lại, mà nó đang không được bạn bộc lộ ra. Và bởi vì một thời gian dài bạn che giấu nó, bạn không có nhận ra nó, cho nên nó chuyển hóa thành cái ngọn lửa. Và cái cách để mà làm việc ở đây nó nữa là cái gì? Cái gì mà mình muốn nói ở đây? Whatever thì tất nhiên là khi mà bạn muốn tranh đấu như thế thì mọi người xung quanh cũng phản ứng tương tự. Tức là mọi người xung quanh cũng đang còn muốn gồng lên và muốn, khi mà có hai cái tôi nó đánh nhau thì sẽ không có cái tôi nào nó muốn nhường cái tôi nào. Nhưng mà mình cảm nhận là cái thời gian khó khăn này nó sắp qua rồi. Bạn đã nhận ra cái bài học của bạn. Và cái khoảng thời gian của lửa này nó đang đi đến cái hồi kết thúc.
Và có một cái nữa mà chúng ta cần học, đó chính là gì ạ? Đó chính là đôi khi ấy, chúng ta có cái cảm giác, đó chính là chúng ta phải tranh đấu cho một điều gì đó, chúng ta phải chiến đấu thì chúng ta mới có. Nhưng mà thật ra cái năng lượng của cuộc chiến nó sẽ làm cho chúng ta mệt. Đôi khi hãy đơn giản là thả lỏng. Thả lỏng. Ai muốn thắng trong cuộc chiến thì hãy để cho họ thắng, còn bạn hãy vẫn cứ làm cái phần việc mà bạn cho là đúng. Nếu như bạn cảm giác là bạn giống như khi nãy đi, cảm giác là vẫn muốn vẽ tranh, thì hãy vẽ những cái bức tranh nhỏ nhỏ, tạo cái thói quen vẽ tranh hàng ngày. Hãy đi từng bước rất là nhỏ và để cho vũ trụ lo. À thì cách đây cái câu chuyện của tụi một làm cho mình nhớ tới một việc. Đó chính là cách đây khoảng vài tuần thì có một em gái nhắn tin cho mình, hay là em trai nhắn tin cho mình. Thì em ấy bảo là em ấy đang chuẩn bị về thi đại học và em không có muốn học lên đại học lắm. Và em có cảm giác rất là mãnh liệt trong cái việc là muốn về rừng sống. Và hỏi mình là khi mà sống ở gần rừng, sống ở trong rừng thì nó sẽ như thế nào? Có khả năng để mà chi trả không? Thì mình muốn nói là có rất là nhiều những cái khía cạnh mà chúng ta phải quan sát, phải đặt cái câu hỏi cho chúng ta. Chúng ta đã sẵn sàng để mà thả hết những cái expectation, những cái kỳ vọng chưa? Tại vì rất là nhiều người, khi mọi người nghĩ là ở trong rừng thì nó sẽ như thế này, sẽ như thế kia, nhưng mà đôi khi mọi người sẽ phải đối mặt như là bạn đã chuẩn bị để cái việc mà đến cái mùa mưa chẳng hạn thì muỗi nó bay đây hay là chưa? Bạn đã chuẩn bị với cái việc là thấy con sâu to bằng cái ngón tay hay là chưa? Hoặc là thấy 100 con sâu nó nằm kế cạnh nhau hay là chưa chẳng hạn? Và khi mà bạn cảm thấy là bạn đã chuẩn bị hết cho tất cả những cái điều đó rồi á, chứ không phải là cái cuộc sống trong rừng nó chỉ đơn giản là cái cuộc sống ở trong mưa, thì còn một điều nữa mà mình muốn nói đó chính là hãy thả lòng ra. Không cần phải tranh đấu với bố mẹ trong cái việc là bây giờ con phải thi đại học hay con không thi đại học. Cứ làm cái phần mà bạn cho là tốt nhất có thể và bạn có thể làm. Và giống như mình á, để mà cái ngày mà mình có thể bỏ hết để mình về, thì từ cái khi mà mình tác ý cho cái điều đó cho đến khi mà mình về thì chắc là nó có vài năm và có rất là nhiều những cái sự thay đổi khác nhau. Và thậm chí còn có những cái thời gian mình còn không quan tâm lắm cái việc mà mình mình phải đến một cái nơi nào đó để mình tu hay mình trải nghiệm nữa. Thì thật ra nếu như có một cái hạt giống đó ở trong lòng của bạn ấy, thì hãy cứ gieo và để cho mọi thứ, để cho vũ trụ được phép vận hành cho bạn từ từ. Chứ nó không có nhất thiết là bây giờ tôi muốn như thế, tôi phải nhảy xuống một phát và tôi phải trải nghiệm cái điều đó, thì nó không có như vậy hả? Hãy để cho vũ trụ một cái khoảng thời gian vận hành, và nhớ là hãy để cho vũ trụ lo nữa, đừng có chiến đấu. Cảm ơn các bạn tụi một. Hẹn gặp lại các bạn tụi một trong những lần trải bài sau. Chào mừng các bạn tụi hai. Các bạn đã chọn số 2. Thì với tụi hai mình nhìn thấy cái điều gì? Mình cảm giác là tụi hai đã trải qua một khoảng thời gian khá là đau đớn. Các bạn trải qua một cái giai đoạn vật vã và đau đớn đến cái mức mà tất cả những cái khái niệm về tu tập, về chữa lành, về thức tỉnh, về hít thở, về tập yoga, về thiền định của bạn nó bỗng nhiên trở nên là một cái gì đó mà bạn nó không có muốn chạm tới và không có muốn quay trở lại. Và bạn bắt đầu nghi ngờ hành trình. Bạn giống như là một cái đứa trẻ đang còn nói với vũ trụ là con đang quá đau đớn và con không thể nào quay trở lại với chính mình. Nhưng mình có cảm giác là tụi hai đã quá cái giai đoạn này rồi ha, vừa mới qua cái giai đoạn này. Và lúc đó vũ trụ nói với bạn là vì con quá đau đớn cho nên con càng cần phải quay trở lại với chính mình và cho chính mình. Thì khi mà các bạn đã vật vã như thế một khoảng thời gian, bạn đã bắt đầu lắng nghe và bạn đang quay trở lại để chữa lành. Thì cái khoảng thời gian này mình cảm thấy các bạn tìm thấy cái sự chữa lành của các bạn ở trong các cái hoạt động nghệ thuật, các cái hoạt động sáng tạo. Một số bạn thì viết lách, một số bạn thì đi một cái hành trình gì đó, thiết kế một cái cuộc đời mới cho mình. Có một số bạn thì có thể là các bạn vẽ tranh, vân 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 mấy mấy. Nhưng mà mình có cảm giác là các bạn đang chữa lành chính mình thông qua cái sự sáng tạo. Và khi mà các bạn sáng tạo hay làm cái điều gì đó mới thì cái năng lượng của các bạn rất là đẹp. Cái năng lượng của bạn nó giống như là đang chảy, đang nằm ở trong cái dòng chảy của vũ trụ, suối với cái dòng chảy đấy.
Thì mình chúc mừng các bạn tuổi Hái. Đây là cái món quà, chính cái sự thực tập, chính cái sự mà tìm được cái sự niềm vui ở trong cái sự sáng tạo, chính cái sự thả lỏng này, chính cái sự quay trở về, thì nó đã là cái kết quả, nó đã là cái món quà cho cái khoảng thời gian khó khăn mà bạn đã trải qua. Chúc mừng các bạn tuổi Hai, biết ơn và hẹn gặp lại các bạn tuổi Hai. Chào mừng các bạn tuổi Ba, các bạn đã chọn số 3. Thì ở đây chúng ta có cái gì ha? Mình có cảm giác là tụi ba vừa mới có một cái trải nghiệm gì đó. Mình có cảm giác là những cái trải nghiệm này nó khá là tâm linh. Và điều gì nó diễn ra ở đây khi mà bạn trải nghiệm rất là nhiều ở trong một khoảng thời gian khá là ngắn? Với một số bạn thì nó có thể là cái trải nghiệm tương tác năng lượng với một người. Tức là với một người nào đó mà bạn cho là đó là twin flame, bạn cho là, hoặc là nó sẽ là tương tác với năng lượng với một nhóm người, ví dụ như một nhóm người nào đó mà bạn cho là gia đình linh hồn, bạn cho là, hoặc là bạn có thể sẽ, hoặc là đã trải nghiệm một cái điều kỳ diệu gì đó. Không phải một đâu, rất là nhiều, rất là nhiều những cái trải nghiệm như thế trong khoảng thời gian ngắn. Và có thể cái thời gian vừa qua của bạn, thời gian của bạn nó giống như là bị bẻ cong. Có nghĩa là bạn sống một tuần nhưng mà bạn có cảm giác như bạn đã trải nghiệm vài năm hoặc là thậm chí là vài kiếp. Và những cái trải nghiệm này nó làm cho bạn có cái cảm giác nó giống như là bắt đầu khi mà bạn quay lại và bạn nhìn nó, bạn bắt đầu đặt ra cái câu hỏi là về con người của bạn, là nó có đang đúng hay không, tôi đang trải nghiệm cái điều này đúng hay là không. Và thông qua những cái trải nghiệm này, bạn nhìn thấy được những cái mặt mà điểm mạnh, bạn cho là điểm mạnh, bạn cho là điểm yếu, điểm sáng và điểm mà bạn cho là điểm tối của bạn. Và tất cả, kể cả những cái trải nghiệm này á, nó cũng dẫn bạn đến một cái khoảng mà đôi khi nó làm cho bạn tự hào về cái điều bạn đang trải qua. Nhưng mà whatever, khi mà một cái tập hợp trải nghiệm này nó diễn ra, mình cũng có cảm giác là bạn cũng đang cần muốn có mình lại. Bạn phát hiện ra cái điều gì đó nó không có con chính xác nữa. Bạn mệt với cái sự là nhìn thấy cái việc là mình có trắng và có đen đấy. Và bạn đang còn có mình lại. Có thể là muốn ngắt khỏi kết nối với ai đó, hoặc là đơn giản là muốn lên núi sâu, muốn đóng cửa một sống một mình, không còn muốn chia sẻ, không còn muốn nói chuyện với ai. Thì cái thông điệp của vũ trụ dành cho bạn đó chính là gì? Đó chính là hãy chấp nhận, hãy chấp nhận là bạn có trong cái cuộc sống nó có những cái sự vô thường nó diễn ra, sẽ có ngày mưa ngày nắng, và hãy chấp nhận cái việc là bạn có trắng và có đen. Chấp nhận cái việc là không chỉ là bạn đâu mà kể cả những người xung quanh của chúng ta thì có trắng và có đen, và nhìn thấy nó, nhìn thật là rõ để mà nhìn thấy được là đôi khi đen nó chả phải là đen đâu, và trắng nó cũng chả phải là trắng đâu. Bởi vì cái đen và cái trắng đó nó còn nằm trong cái nhị nguyên đối đãi. Ví dụ như là nói như thế nào nhỉ, một cái ví dụ đi ha. Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy cái con khỉ, một cái con khỉ thì nó rất là xấu chẳng hạn, nhưng mà ví dụ như là cái con khỉ đực mà nhìn thấy cái con khỉ cái đó thì nó lại thấy rất là đẹp. Thì mọi thứ nó, hoặc là đôi khi chúng ta ngã chẳng hạn ha, chúng ta ngã vào một cái hố và chúng ta nghĩ là cái việc ngã đấy là cái việc xấu, nhưng trên thực tế nhờ cái việc ngã xuống cái hố đấy và bạn học được cách trèo lên nó như thế nào. Hay chúng ta hay có cái cảm giác là nghèo là xấu, còn giàu là giỏi là tốt chẳng hạn, nhưng mà đôi khi cái người giàu cũng sẽ học cái bài học người giàu. Tất cả những cái mà bạn nghĩ là cái điểm mạnh và điểm yếu trong bạn ha, đôi khi nó và cái điểm này nó đang làm bạn khó chịu và điểm này nó làm cho bạn thấy tự hào, là nó chỉ đơn giản là đang ở đúng cái vị trí của nó thôi, chứ tự nó không tốt và cũng chẳng xấu, chỉ cần quan sát thấy nó. Các bạn
cần nhiều cái sự đầu hàng, ngừng chiến đấu, ngừng tranh luận, ngừng cảm thấy là mình phải làm cái gì, mình cần trở thành cái gì, và mình muốn đạt được một cái mục đích gì. Tức là hãy đầu hàng để cho vũ trụ diễn ra và mọi thứ và vô thường nó được diễn ra theo cái cách của nó. Cái thứ hai đó chính là trong thời gian này thì mình nghĩ là khi mà bạn đã trải qua rất là nhiều những cái trải nghiệm như thế, thì cái việc mà đi thiền hành, hoặc là cái việc mà làm cái gì đó để nỗi đất, hoặc là các bạn đi ở giữa đất trời á, nó hoặc bước đi những cái bước chậm chậm, nó tốt với bạn. Không có nhất thiết là phải ngồi thiền nữa, không có cần nhất thiết phải ngồi thiền quá nhiều, nhưng mà hãy bước những cái bước trong cái chánh niệm. Và mình có cảm giác là các bạn chuẩn bị gặp một người thầy, hoặc các bạn vừa mới gặp một người thầy, và cái người thầy này sẽ hỗ trợ bạn khá là nhiều ở trên cái hành trình. Thật ra thì nếu như một cái người thầy đúng ấy, thì không phải là sẽ làm cho bạn trải nghiệm được hay đạt được một cái thân thông gì đó đâu. Nhưng mà một cái người thầy đúng thì là một người thầy mà có thể là sẽ làm cho bạn có khả năng soi chiếu lại chính mình. Thì mình nghĩ là trong thời gian này hoặc thời gian tới, các bạn đang gặp một cái người mà sẽ có cái sự sẽ có cái trí tuệ của họ sẽ hỗ trợ cho bạn một phần, khai mở cho bạn một phần. Đây chính là thông điệp dành cho các bạn tụ 3. Cảm ơn các bạn tụ 3. Chào mừng các bạn tụ 4. Các bạn đã chọn số 4. Thì tụ 4 của chúng ta để xem các bạn đã rơi vào trạng thái như thế nào. Mình có cảm giác là tụ 4, các bạn đang còn đứng ở trước một cái vấn đề hay một cái quyết định nào đó, mà nó là quyết định lớn với bạn, và bạn thật sự hy vọng vũ trụ trực giác có thể dẫn dắt mình. Nhưng bạn càng mong muốn vũ trụ dẫn dắt bạn thì bạn lại càng mơ hồ, và bạn càng cảm thấy là không biết là nên làm phải bên này hay bên kia, bên này đúng hay bên kia đúng, không biết là mình nên nghỉ việc này hay mình nên làm việc này không, rồi vân vân mây mây. Bạn có cảm giác như trực giác là một cái gì đó mà nó đang còn rơi xa bạn, hoặc là nó là một cái gì đó nó rất là mơ hồ. Với một số bạn tụ 4 thì các bạn đang, một số bạn khác của tụ 4 ha, thì các bạn đang ở những cái ngày rất là đầu của hành trình. Và các bạn bắt đầu đặt những câu hỏi là ủa, tại sao mình lại ở đây, tôi là ai, cái gì là đúng, cái gì là sai. Ở trên cả hành trình tâm linh của các bạn giống như là đang còn đứng ở giữa, đứng ở cái bờ, và bạn đang đặt một chân xuống nước, và bạn rất là sợ đặt chân xuống nước. Bạn có cảm giác là ồ, đây là thế giới tâm linh, còn đây là cái thế giới vật lý. Và bạn cảm thấy là ồ, mình nên sống trong cái thế giới của tâm linh hay mình nên sống trong cái thế giới của cơ mà gạo tiền. Trên thực tế là cả hai thế giới này nó vốn dĩ nó vẫn là một, chỉ có cái tâm trí của chúng ta nó phân mảnh và nó chia ra thôi. Kể cả việc bạn đang sống, cả việc bạn nấu ăn, kể cả cái việc mà bạn đi làm đó, bạn vẫn đang còn thực hành tâm linh. Thì đấy là với một số bạn tụ 4 ha. Còn một số bạn khác thì có thể các bạn đã ở một khoảng thời gian trên hành trình, bạn cũng có trực giác, bạn cũng có những giấc mơ, bạn cũng có thế này thế kia, nhưng mà đến cái lúc mà đứng ở giữa con đường và rất là cần cái sự hỗ trợ của vũ trụ, cần cái sự mà dẫn dắt để biết là con nên đi đường A hay đi đường B, thì tự nhiên lúc này nó tắc tị, nó nghẹn lại. Thì lời khuyên của bạn là take action. Nếu như bạn có một việc á, bạn biết là sớm hay muộn bạn cũng sẽ làm, thì hãy làm nó ngay từ ngày hôm nay. Có nghĩa là giả sử đi, bạn đang còn làm việc ở công ty, và bạn khao khát được mở một cái tiệm làm nến chẳng hạn, thì hãy làm nến đi. Tức là bạn biết là sớm hay muộn bạn cũng sẽ mở một cái tiệm làm nến, thì hãy bắt đầu với cái việc làm nến đi. Hãy bắt đầu làm nó, có thể là vừa làm việc công ty vừa làm nó, nhưng mà hãy làm nó đi.
bạn cứ bước đi một bước ấy thì con đường nó sẽ mở ra thêm, và bạn sẽ một ngày nọ ấy, khi mà bạn làm xong nến hoặc bạn đăng lên trong vòng bạn bè hoặc bạn đăng lên cho mọi người thấy, thì bắt đầu có những cái người ủng hộ chẳng hạn, và bắt đầu có một ai đó rất là thích hoặc một ai đó rất là giỏi kinh doanh họ tìm đến bạn và họ nói là à chúng ta có thể hợp tác không, thì có thể là lúc đó bạn sẽ bước ra khỏi cái việc công ty nó dần dần. Túm lại là hãy làm, ví dụ như có hai con đường thì hãy thử đi, còn nếu như đơn giản là cái việc là chọn công việc A hay chọn công việc B hả, thế giống như mình nói rất là nhiều lần, đó chính là con đường nào nó cũng đúng. Cái mà nó chưa đúng đó chính là cái tâm trí nó phân vân quá nhiều và mất quá nhiều thời gian để phân vân. Có thể là cái công việc A nó không thật sự tốt với bạn đấy, nó rất là mệt mỏi đấy. Nhưng khi bạn trải nghiệm nó như thế thì bạn mới biết là nó không có phù hợp với bạn, thì lúc đó bạn sang cái công việc B một cách hoàn hảo, mỹ mãn, không có gì suy nghĩ cả. Còn không ý, thì cái lòng tham của chúng ta nó vẫn là ok, cái công việc B nó tốt hơn cái công việc A trong cái đôi mắt của tâm trí, nhưng mình đi sang công việc B rồi mình vẫn còn nghĩ là A có thể là công việc A nó tốt hơn. Còn một số bạn ở trong cái tụ này của chúng ta thì các bạn cần một cuộc đối thoại với ai đó. Có thể là có một ai đó mà họ mà bạn đang còn phân vân là mình có nên trò chuyện với họ hay là không, thì yeah, hãy nói chuyện với người đó, đã đến lúc rồi. Bởi vì là có thể là cái cuộc nói chuyện này nó sẽ phá khóa cho bạn, cái cuộc nói chuyện này nó sẽ giúp bạn nhìn rất là rõ trong cái việc là định hướng của bạn. Thật ra là mình nghĩ nếu mà cái cuộc nói chuyện này nó đi đúng ấy, nó sẽ làm cho bạn nhả ra tất cả những cái mong cầu cần thiết. Nhưng mà có thể là bạn đang gặp những cái khúc mắc nào đó ở trên cái trong cái cuộc sống của mình, hoặc là một cái vấn đề gì đó mà cần được người khác hỗ trợ hoặc là back up ha, thì hãy mở lòng ra để chia sẻ với người khác, chứ đừng chỉ giấu ở trong lòng. Ok, đây chính là thông điệp dành cho các bạn tụ 4. Biết ơn và hẹn gặp lại tụ 4. Tạm biệt.